Và chúng ta đã trở lại với đánh răng mỗi tuần. Và hôm nay thì bộ ba những hệ ba hệ tương khắc mà tôi đã xài thì các bạn có đoán ra hệ gì không? Hiện tại thì ok, bên đối thủ đang có chắc họ cho Gachom ra quá, bên kia đang theo hướng tấn công nhanh hả ta? Ôi chết, không có con nào xài Thorn. Khó nhỉ. Mình nghĩ sẽ cho Macrow đi chung với lại Glay hả ta? Rồi cho Atherin đi chung với lại NDD nhỉ? Rồi, vậy đi. Không biết bên kia sẽ làm gì? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Cho bạn nào thắc mắc tôi đang chơi game gì thì tôi vẫn sẽ gắn link sản phẩm phía dưới cho các bạn tham khảo ha. Đây là game Pokemon. Ôi những chú bụi bối thần kỳ. Nó sẽ phải cao một trong hai con. Nó phải cao con nào trời? Chắc là nó Trick Room rồi đó. Nó Trick Room. Tôi không có mang Thorn cho con Macrow. Chắc nó phải cao con Macrow nhỉ? Hay nó phải cao? Bây giờ nó phải cao con nào cũng kệ bà đi. Ok, Terra rồi. Terra gì á? Terra Ma hả? Ok, Terra Ma. Dạ, phải cao. Oh, họ không phải cao. Trời đất ơi! Trời đất ơi! Ok mày! Nó dựng Trick Room cũng được. Tôi không cần. Tôi cần get rid of con Incineroar này. Ok, rút về. Go then go, ok luôn. Mày vừa tao lắm. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt mày luôn con ơi. Cho mày chết. Chắc... Ủa? Chắc họ không nghĩ cái đam của con... Con gì? Con Glaive mạnh vậy nhỉ? Snow rồi. Trời. Ta đâu có cho mày sung sướng dữ vậy. Bớt cội tuyết đi nha con. Ok. Chắc là sẽ dựng Aurora Veil đúng không?
hoặc là dùng Blazor. Ok, dùng Blazor. Ôi hên quá. Tao foul play vô mày, xong tao wide guard. Hy vọng là được. Cả hai con đều theo đường dùng chiêu đánh lan mà. Ồ, không đánh lan hả? Ôi, không biết luôn á. Chết rồi. Ồ, Shadow Ball. Rồi, chúng sinh bình đẳng rồi. Tôi nghĩ cả hai con này đều sẽ sử dụng chiêu chiêu gì á? Cả hai con này đều sẽ sử dụng chiêu đánh lan. Cho nên là giờ tôi follow me chắc cũng chả được cái giống ôn gì ngoại chuyện là mình sẽ dựng bị đánh đòn. Cho nên là tôi sẽ ra nó hình hệ lửa và dùng Trick Room bởi con MTD. Nào, hy vọng đi, hy vọng đi. Ờ, ok. Download. Tao biết là mình make it rain mà. Nhưng mày trừ khi mày focus shot. Ừ, mày làm sao mày focus shot được hả con? Tao chỉ cần một lượt Trick Room thôi. Con Porygon kia có hóa giải Trick Room thì cũng vậy thôi mày à. Nào, hóa giải Trick Room đi, Expanding Force nhỉ? Expanding Force luôn. Xong rồi. Chắc Follow Me nhỉ? Ừ, Follow Me đi. Trời ơi, con Ninetales. Nó còn nhận được gì không? Ok, tuyệt. Trời, hên quá. Ê, đừng đóng băng con kia luôn nha. Đừng có nói đóng băng con kia luôn nha. Ừ. Vậy đó, còn tình người một chút đi. Ừ, hên quá. Rồi. Ờ, tam hệ này cũng ok đấy chứ. Rồi, và tiếp theo chúng ta đang có gì vậy? Ồ, bên kia full toàn con cái hả? Bên kia đang có trời trời mưa làm chủ lực. Tôi nghĩ tôi sẽ cho Sneasler ra nhỉ? Sneasler hay là... À không, cho Gallade. Đúng rồi. Phải cho Gallade chứ, tại sao cho Sneasler? Gallade có chiêu Sacred Sword thì nó bỏ qua được đặt... tăng chỉ số của con Charludon, ok không? Ok.
Nhưng mà đem theo Sinister thì có thể xử được con Rillaboom. King Gambit hay Hipper? Tôi cũng không biết bên kia tính làm cái gì nữa. Tôi phải protect thôi. Protect thử coi. Bên kia đã làm gì con Glade của tôi. Protect. Chắc là lấy con Pelipper để dùng Hurricane cái gì. Ok. Chắc sẽ Terra. Không biết Terra hành gì thôi. Chắc là dùng Tailwind thì không sao. Tailwind thì dùng không biết. Tôi nghĩ tôi sẽ dùng Thunder Wave. Terra lên rồi dùng Shaker Saw. Rillaboom, ok. Cái con King Gambit dùng chiêu Sucker Punch quá à. Hy vọng là được. Tôi không tin là họ để con King Gambit đứng đó không. Phải làm cái gì đó chứ. Ủa thế họ không làm gì à? Họ Sucker Punch thôi hả? Ôi trời ơi. Cũng may Terra rồi nha. Không Terra chết luôn á. Paper. Tôi rút con Murkrow về, tôi đem con Indeedee ra. Và tôi sẽ Sacred Sword vô con Rillaboom. Bởi vì nó là gọi là cái gì? Nó có thể đè môi trường của con Indeedee. Xin lỗi bạn Hiền. Ô, nó paralyze. Tuyệt. Chết rồi. Ủa con... Ủa sao con Pelipper nó... À... Ủa con Pelipper nhanh hơn con Glade hả? Có cái mùa xuân đó à? Follow me. Xong Trick Room. Nó phải rút con Rillaboom về thôi. Đây, mình cũng phải rút con Indeedee về.
chắc là họ sẽ cho con Rillaboom ra. Tôi nên làm gì đây? Xử con Rillaboom trước vậy. Tôi nghĩ là họ sẽ cho con Rillaboom ra thế chỗ con Helipper. Ủa không à? À chết, Electro Shot vô con chết, Electro Shot vô con cái gì đó. Ừ, con mất grow á. À, chết vậy em ơi. Ôi da. Thế thế là mình không thể nào đứa nào trước. Đúng, chính xác là vậy. Cảm ơn nha, vì tụi mình có tốc độ nhanh hơn cho nên là tụi mình sẽ đánh trước. Ủa, mình sẽ đè được môi trường của mình lên đúng không? Giờ tụi nó đâu thể nào làm chiêu xài chiêu ưu tiên được nữa. Hy vọng đi, hy vọng đi. Không xài chiêu ưu tiên được nữa. Con Rillaboom một phát xử liền con Rillaboom coi. Nó sẽ ra hệ gì vậy? Sẽ ra hệ bóng tối chắc tao xỉu. Hệ lửa à, ok. Con Saludon bị nút rút nửa cái máu rồi, tiện nút trọng nội ơi. Thô bỉ. Yeah. Ôi on quá. Oh critical hit con on con Rillaboom á. Yeah. Cái bộ đôi này mạnh thế nhỉ. Đôi này mạnh ghê. Tuyệt. Trên 8 tới giờ vẫn mạnh. Và tiếp theo, đây là một đội hình Trick Room. À nó cha gặp Trick Room hoài. Ủa, Trick Room không? Không, đội hình này không phải Trick Room. Con quỷ Lilligan sẽ dùng After You. Chúng ta cũng không cần trời nắng làm gì ha. Con quỷ Lilligan sẽ dùng After You. Sao nhở? Ủa thì sao nhỉ gì nó cũng như nhau mà đúng không ta? Tôi sẽ cho Macro tiếp tục tiếp tục lại là Macro. Tôi có nên cho Sneasler đi không ta? Như tuy nhiên thì sát thương của con Glay khá là khủng nên tôi nghĩ tôi sẽ cho Glay. Incineroar chắc trong trận này nghỉ ngơi đi. Rồi cho ôi Clay. Ôi lại là hình cũ hết ta. Tôi chưa có cơ hội là xài con Sinclair vậy trời. Con Sinclair phải để dành cho mấy đứa hệ tiên cơ. Bữa đánh sao đau thấy gặp nhiều hệ tiên đó mà sao trong này không thấy hệ tiên đâu vậy ta? Cảm ơn. Xuất hiện rất là hoành tráng luôn. Hoành tá đàn luôn. After You hả mày?
Ê, nhưng mà cỡ nào nó cũng nhanh hơn mình hết trơn á. Có cách nào không ta? Theo Win á, tôi không biết là nó nhanh hơn mình hay không chứ, nó chết đó chứ. Nhưng mà một phát after you thì con ấy nó cũng ngủm. Kệ mẹ nó đi. Oh, protect. Ủa, tính làm gì vậy? What are you doing? Sao nó protect vậy ta? Oh, lead đi. Hả? Ok. Tôi phải rút bớt máu con Thoco lại mới được. Ôi, không nhiều máu lắm. Bà nội cha mày after you. Ôi, hình quá. Không nhiều máu lắm nhưng mà được. I can do it, you can do it. Sử con Lidigan đi. Lidigan à, mày có chiêu ưu tiên nào hay không? Tao nhớ là mày không có. Hãy tell me. Rút bớt máu. Tuy nó không có nhưng mà nó có chiêu ưu tiên. Ok. Rồi. Ô, con thỏ cổ đó nó không phải cho respect à. Sẽ spending force xong rồi trick room. Bây giờ mình đang nhanh hơn hai con kia. Yay, mày nín mỏ cho tao. Hai tụi bay biến, bấm nút biến và thời đại của anh tới. Ủa, quay nó có reload bom đằng sau đúng không? Không thể nào nó không có được. Chết rồi. Nó có reload bom phía sau bay ơi. Không thể nào nó không mang reload bom được. Ủa, chắc chắn con sau là reload bom. Cho nên King Abyss nha. Ừ. Dazzling Gleam. Tôi có nên follow me không ta? Con Kitera này hệ gì? Kitera con Dragonite hệ. Ok. Ok, you good. Mino, you good. Hmm.
cái này nhanh hơn. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Ui da. Ôi hết trời nắng rồi. Cái này power 80, 75. Chắc là Dazzling Gleam là lựa chọn hợp lý nhất của chúng ta. Hai cố tiên là hai cố tiền. King Speed, ok. Cái Hatterin phải chịu đòn rồi. Ôi à, không được rồi. Ôi cái chiêu của, nếu mà lúc nãy con cái gì ta, nếu mà lúc nãy con Diligent nó không trụ lại được một Pokeshot thì chắc mình cũng thắng. Để nó trụ lại một cái Pokeshot thì ông nội wow. Xong. Ui da, không có dễ ăn rồi. Rồi vô. Rồi đội hình này là đội hình Trick Room. Ok, Trick Room đấu với Trick Room mà. Sao đây ta? Mình cho Hatterin ra đầu luôn đi. Để Glay theo sau, đi chung với lại Murkrow. Chắc vậy quá. Ok, em đi đi chung với lại câu chuyện bây giờ là câu chuyện ủa giờ đánh sao ta. Không có đứa nào chắc chịu setup Trick Room trước đâu hả? Chủ trương đánh trước nha. Thử coi bên kia làm cái gì. Ô, bên kia đánh trước.
Ok. Ok. Đứa nào đánh trước? Ôi chà. Ôi mà con Indy đi bên mình nhanh hơn con bên đó hả? Sacred Saw. Muốn làm gì làm. Không có cờ lấy đánh trước không ta? Vô được con Lily đi không? Được. Tho cổ và Lily gần. Sẽ có cách tăng 30%. Thôi, đánh Sacred Sword đi, nó nhanh hơn. Ủa mà bao, còn bao nhiêu phần trăm cho... Ôi, môi trường tâm linh còn có một à. Thôi kệ đi. Protect cái đã. Rồi... Mình bớt tốc độ con... Bớt sát thương con Toco này lại coi. Sẽ ra anh hể ma. Ok, hên quá không có đánh. Tôi đánh Sacred Sword. Còn con này đánh Foul Play. Khá là mạo hiểm.
đến xếp xô cho con thơ cổ để cấu má bớt chiêu eruption của nó. Còn foul play này thì... Ôi trời ơi, còn có một miếng nữa à. Trời ơi. Ủa bạn. Ủa bạn ơi, bạn ở vô ổn. Bạn cho mình nhận. Khờ đến tay ai người nấy phất thôi. Ôi trời.